tác dụng phòng chống ung thư, giảm cholesterol, nâng cao hệ thống miễn dịch và chống lão hóa, tốt cho sức khỏe sinh sản, ổn định hệ thần kinh, tăng cường thị lực. Có nhiều vitamin E, A, beta-carotene, tinh chất curcumin. Nhiều nhà khoa học tặng cho loại trái này những mỹ từ như món quà của thiên nhiên hay loại quả đến từ thiên đường. Cây gớt thuộc loại dây leo như các loại mướp, vì vậy rất dễ trồng và dễ sống. Tuy nhiên, gớt phát triển tốt ở nơi đất ẩm và thoáng mát. Trước đây, gớt là loại cây mộc hoang được tìm thấy ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á. Sau này được trồng để lấy trái, dùng làm thực phẩm. Trái gớt có rất nhiều dưỡng chất và vitamin tốt cho cơ thể. Các hãng dược phẩm ví trái gớt là loại trái đến từ thiên đường và là thần dược cho sức khỏe. Không phải tự nhiên lại được ví von như thế. Với hương vị đặc biệt và màu sắc rực rỡ của nó, hơn nữa là loại trái có chứa rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe. Loại trái cây này ngày càng được biết đến và ưa chuộng trên thế giới. Gớt từ lâu đã quen thuộc với người Việt Nam qua nhiều món ăn thơm ngon. Biết được những lợi ích tuyệt vời từ tinh dầu gớt đem lại, tận dụng sự sẵn có của nguyên liệu mà nhiều chị em đã tự tay chế biến tinh dầu gớt để sử dụng. Nguyên liệu để làm tinh dầu gớt: một trái gớt chín, sử dụng một trong các loại dầu như đậu nành, quý. Thịt gớt vị ngọt tính bình, tác dụng bổ tỳ vị, dưỡng khí huyết, ít căng thận, sáng mắt, trị chứng hư nhược, mắt yếu mắt mờ, phụ nữ có thai, trẻ em còi, chức năng gan yếu. Hạt gớt vị ngọt tính ấm, hơi có độc. Tác dụng thông huyết ứ, tiêu mụn nhọt, hạch kết, làm mau khỏi chỗ sưng đau. Ngâm với giấm bôi chủ trị quai bị, mụn hạch. Ngâm rượu bôi trị bầm tím sưng đau. Rễ gớt vị đắng tính mát, tác dụng tiêu viêm, giải độc, tiêu thủng, chỉ thống. Ngâm rượu hoặc sắc uống trị cơ khớp đau nhức. Lá gớt dùng tươi giã đắp ngoài trị sưng đau. Lá non làm rau, nấu canh hoặc xào ăn, tác dụng bổ mát, nhuận tràng. Kính thưa bà con, kính thưa khán giả, hôm nay đến với chương trình Dị Thuốc Bên Ta, tôi xin giới thiệu bà con các công dụng và thành phần trị bệnh của cây gớt. Kính thưa bà con,
cái gốc mình dùng dầu gốc để trị lành vết thương và trị khô mắt. Dầu gốc mình dùng mỗi ngày là 10 đến 20 giọt, chia làm 2 lần uống trên vòng 1 tuần để trị bệnh khô mắt. Bà con chủ yếu là làm nghề nông cho nên là thường là bị tai nạn do sinh hoạt, lao động, bị vết thương. Mình dùng dầu gốc bôi lên vết thương hở, cho nó sẽ giúp cho chúng ta là mau liền da và mau lên da non. Thưa bà con, cái gốc còn có công dụng là mình chữa bệnh trĩ hay là còn bệnh lồi dơm. Mình sử dụng hạt gốc mình giã nát, xong đó sau đó mình cho một ít giấm ăn của mình vô, mình gói trong một miếng vải, mình đắp vào nơi bị trĩ, đắp vào ban đêm và đắp chừng nào đến khi lành bệnh thì thôi. Kính thưa bà con, sau khi sinh thì các bà mẹ thường có triệu chứng là bị sưng tuyến vú và tắc tia sữa, thì mình dùng hạt nhân của quả gốc á, mình giã nát pha với một ít rượu 30 đến 40 độ C, mình đắp vô cái vùng bị sưng, đắp ngày 2 lần, đắp chừng nào cho nó hết sưng. Cô bác cũng chú ý là những người mà bị bệnh gì gan hay yếu á, thì mình tránh sử dụng gốc nhiều. Tại trong dầu gốc nó có tiền vitamin A, sử dụng nhiều sẽ gây vàng da, cho nên mình ngưng cái đó sẽ nó tự động sẽ hết. Trên đây là tôi đã trình bày một số công dụng của cây gốc và thành phần sử dụng của nó. Bà con có thể là tìm kiếm cây gốc này rất dễ dàng, sử dụng một cách đơn giản để trị những bệnh mà thông thường mà bà con thường gặp. Chúc bà con thành công. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì,
Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.